Xin chào tất cả mọi người, mình bên đèn hoàng gia.vn Hôm nay mình giới thiệu với mọi người cái mẫu đèn rọi cột tròn 27W Đây là hình thức của đèn Đèn được làm bằng chất liệu là hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện Rất là đẹp. đẹp Cực kỳ đẹp luôn Với tiêu chuẩn IP65, bảo hành 2 năm Đèn sử dụng chip LED Cree và có thấu kính để hội tụ ánh sáng. Với lèn rọi cột ý, thì nó là ánh sáng hội tụ. cách với cái uh, thấu kính này nó sẽ hội tụ lại ánh sáng thành một tia và cái tia đấy có góc chiếu khoảng 8 độ và chiếu rất là xa. Ví dụ loại 27W này có thể chiếu 6-70m. Nhưng nó là rọi uh, thường để lắp cột hoặc loại tường. Đa số là dùng cột. Thì nó có thể chiếu được tầm uh, 15 15 m. Tức là tương đương với là khoảng 5 tầng nhà. Mỗi tầng 3 m. Tức là sẽ lắp ở các cái cột và cái tia sáng sẽ tạo thành một vệt sáng lên trên tường hoặc lên cột. Đấy. Với cái mẫu đèn tròn thì công suất ngoài công suất 27 W còn có à, 10 W, 18 W, 24 W, 36 W, 54 W và À, 81W là công suất cao nhất Ánh sáng thì đa số là sử dụng ánh sáng vàng Chỉ có rất là ít khách hàng sử dụng ánh sáng trắng Hoặc là ánh sáng à, xanh dương, xanh lá, đỏ, tím Thì bên đèn hoàng gia đều có làm các loại đấy Nhưng mà phải đến 99% sử dụng là ánh sáng vàng Đèn sử dụng nguồn điện 220V Với các đèn trên cao thì sử dụng nguồn điện 220V không vấn đề gì cả Và À, cần đặt loại 12V cũng có Nhưng mà gần như không không dùng Các loại đèn thấp Ở chỗ người hay đi lại Thì mới dùng loại à, Điện áp thấp thôi Đây bây giờ mình sẽ cắm điện Cái ánh sáng của đèn nhé Đây Ánh sáng sẽ tạo thành Một cái điểm sáng như thế này một tia sáng như thế này đấy ví dụ là khi khi mà chiếu sáng ấy khi mà lắp đèn ấy thì chúng ta nên lắp vào buổi, buổi, chiều tối buổi tối càng tốt để mình căn ánh sáng thật chuẩn vì khi lắp nếu như mà mình chiếu lệch như một xíu thì ánh sáng nó sẽ không không quét đều được vào cái trụ của mình hay là tường đấy ví dụ gì hơi lệch ra ngoài tí là coi như là thôi xong không 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 có tác dụng gì còn hơi lệch vào trong thì nó lại chúi quá nó chúi đầu vào trong quá thì cái vệt sáng nó rất là ngắn thấp đấy cho nên là với những người lắp thợ lắp mà chưa có kinh nghiệm sâu ấy thì là tốt nhất là cứ một người ở dưới một người ở trên căn ánh sáng và lắp vào buổi tối hoặc chiều tối đấy thì ánh sáng rất là sẽ là chuẩn nhất ngoài cái đèn tròn này ra thì bên đèn hoàng gia còn có các loại đèn vuông công suất 18w 24w 27w và 54w Đèn vuông đây Mẫu hình đèn vuông Là như này Như con này là 18W Mọi người cần phân biệt rõ là đây là đèn Loại tia nhé Loại cột tia Còn như đèn này là đèn Dạng tỏa này Đấy nó khác nhau Hình thức thì nó cũng tương tự nhau thôi Nhưng mà cái chức năng nó khác nhau Loại này là chiếu Tia về sáng Còn loại này là sẽ là ánh sáng tỏa Đấy Thì ai có nhu cầu Mua hàng thì có thể đặt hàng trên đèn hoàng gia vn hoặc liên hệ qua hotline 091677355 hoặc Zalo 0916773555 nhé.